Chào quý vị, Việt Nam của chúng ta rất đa dạng về các loại đồ ăn. Nhân dịp về Việt Nam vừa rồi, Phương Quỳnh có quay lại một số đồ ăn. Kính mời quý khán thính giả cùng theo Phương Quỳnh nhé. Món ăn đầu tiên mà Phương Quỳnh muốn giới thiệu đến quý vị là món bánh canh trảng bàng. Bánh canh trảng bàng nổi tiếng với nhiều loại rau khác nhau mà chúng ta ít khi thấy trong những loại món ăn khác. Đĩa rau với nhiều loại rau này là dùng để cuốn với bánh tráng và ăn với thịt luộc. Ngoài những loại rau ra, chúng ta còn có khế, chuối, giá, dưa leo, đồ chua và bún để ăn kèm với thịt luộc cuốn bánh tráng. Bánh tráng cuốn thịt luộc thì bánh tráng không thể nào thiếu trong món ăn. Bánh tráng phơi xương là một loại bánh tráng rất đặc biệt, mềm, dẻo, không cần nhúng nước. Ở đây có rất nhiều loại thịt cho chúng ta order tùy theo sở thích của mỗi người. Phương Quỳnh có một đĩa thịt luộc và một đĩa thịt đùi. Tùy sở thích của mỗi người mà quý vị có thể kêu những loại thịt khác nhau. Nói đến bánh canh trảng bàng thì không thể nào thiếu món bánh canh. Đây là một tô bánh canh với thịt luộc. Cũng như vậy, quý vị thích ăn thịt nào thì quý vị có thể order loại thịt đó. Bún mọc là một món bún rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Hôm nay Phương Quỳnh kính dẫn quý khán thính giả đến món bún mọc cô Mai tại Sài Gòn, một tiệm rất là nổi tiếng trong nhiều năm vừa qua. Sài Gòn chúng ta phong phú với nhiều loại đồ ăn khác nhau của nhiều vùng miền và món Huế là không thể nào thiếu được trong món ăn của chúng ta. Hôm nay Phương Quỳnh kính dẫn quý khán thính giả đến quán O Xuân để ăn những món Huế. Quán O Xuân có nhiều loại bánh khác nhau như bánh bèo, bánh đúc, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít ram. Ngoài ra chả và nem cũng rất ngon. Món bánh canh Nam Phổ là món Phương Quỳnh thích nhất trong quán O Xuân. Đây là một vị rất là đặc biệt mà Phương Quỳnh chưa kiếm được một quán nào khác bán loại bánh canh này. Kế tiếp là một món ăn đặc sản của miền Trung, đó là bánh xèo nhỏ và bánh căn. Hai loại bánh này Phương Quỳnh được ăn tại Phan Rang. Quán ăn này có thể gọi là quán ăn lề đường, tại vì đây là một quán ăn người ta dựng trước cửa nhà và không phải trong nhà hàng. Quý vị qua đó có thể thấy được sự dân dã và chất phác của người Việt Nam chúng ta. Trong một cái khuôn to như thế thì người bán hàng chia ra làm hai loại khuôn khác nhau. Một loại khuôn to hơn là cho bánh xèo nhỏ, và một cái khuôn nhỏ hơn là làm cho bánh căn. Và quý vị đang thấy là cô đang đổ bánh xèo, ngoài ra cô có bỏ giá ở trong đó. Sau khi đổ bột vào 4 khuôn bánh xèo, cô bán hàng đập trứng và đổ vào bánh xèo. Phương Quỳnh thấy đây là sự khác biệt của bánh xèo miền Trung và bánh xèo miền Nam. Bánh xèo miền Nam chúng ta không bỏ trứng vào bánh xèo. Trong lúc chờ bánh xèo chín thì cô lấy những cái bánh căn cô đã đổ từ trước. Bánh xèo đã chín, bây giờ cô bắt đầu gấp ra đĩa cho khách. Phương Quỳnh rất thích những quán ăn như vậy, tại chúng ta có thể nhìn thấy cô làm và ăn rất là nóng. Ngoài những món ăn mặn ra, món tráng miệng ở Việt Nam chúng ta cũng rất là phong phú và càng ngày càng rộng rãi nhiều sắc màu khác nhau. Đầu tiên, Phương Quỳnh xin dẫn quý khán thính giả tới một món gọi là đậu hũ xe lam với nhiều loại đậu hũ khác nhau. Giới trẻ ngày nay thích tìm tòi những món ăn mới, đồ ăn mới và chế biến thêm. Hôm nay Phương Quỳnh có một món gọi là món đậu hũ xôi dừa, là một phần khác biệt hơn so với món đậu hũ thường. Trong món đậu hũ xôi dừa, quý vị có thể thấy là có bắp, có hột lựu, có dừa khô, có bí đỏ. Và đây là món đậu hũ truyền thống. Ngoài ra người ta còn cho thêm một tô đá ở ngoài. Nếu quý vị nào thích ăn lạnh thì quý vị có thể cho thêm đá vào. Phương Quỳnh có quay được chú đang làm kẹo tơ hồng. Chè khúc bạch là một loại chè khá phổ biến trong nhiều năm vừa qua và Phương Quỳnh không thể nào không thử món chè khúc bạch.
Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Nếu có dịp về Việt Nam lần nữa, Phương Quỳnh hứa sẽ quay nhiều món ăn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.